một nữ nghệ sĩ lên tiếng khi bị nói chỉ từ thiện ở Mỹ mà không làm ở Việt Nam. Tôi không chỉ từ thiện ở Mỹ đâu, nên mọi người đừng nói vậy, Thúy Nga chia sẻ. Mới đây, tại một livestream, danh hài Thúy Nga đã lên tiếng khi bị hỏi về chuyện từ thiện, tôi bán đồ ăn thích hơn bán quần áo vì tôi được ăn. Đợt trước tôi livestream bán quần áo hộ em tôi, được hơn 4.000 đô, tôi gửi hết vào từ thiện. Đợt này tôi mới bán chính thức. Vì vậy, mọi người đừng hỏi tôi sao nói từ thiện không từ thiện, tôi bỏ hết 4.000 đô bán quần áo đó vào từ thiện rồi. Ca sĩ Vũ Quang Vinh cũng nói, tôi xác nhận Thúy Nga có làm từ thiện. Tôi chơi với Thúy Nga nên biết trong thời gian vừa rồi, Thúy Nga làm từ thiện rất nhiều cho các vùng bị bão lũ, ở cả Việt Nam và Mỹ. Thúy Nga đã nói là làm. Tiếp đó, Thúy Nga lên tiếng khi bị nói chỉ từ thiện ở Mỹ mà không từ thiện ở Việt Nam. Cô nói, vừa rồi tôi cũng gửi cho Mặt trận Tổ quốc 50 triệu để ủng hộ bà con vùng lũ lụt miền Bắc. Sau đó, tôi có gửi thêm một số nơi nhưng không thông báo trên Facebook. Tôi thấy điều đó là không cần thiết, có kể ra cũng không để làm gì. Vừa rồi ở bang Florida, Mỹ có một trận bão lốc xoáy, người dân cũng bị ảnh hưởng. Tất nhiên, chính phủ Mỹ cũng lo nhưng tiền bảo hiểm không nhiều nên tôi có ủng hộ một ít. Nhiều người nói tôi từ thiện bên Mỹ mà không từ thiện ở Việt Nam. Tôi luôn từ thiện ở Việt Nam và ưu tiên ủng hộ người dân Việt Nam hơn vì mọi người khó khăn, bên Mỹ dù sao cũng có điều kiện hơn. Tôi không chỉ từ thiện ở Mỹ đâu, nên mọi người đừng nói vậy. Tôi làm từ thiện ở Việt Nam nhiều hơn, ưu tiên cho Việt Nam rất nhiều, ủng hộ nhiều. Ca sĩ Vũ Quang Vinh cũng nói, ngay cả bản thân tôi đợt vừa rồi cũng làm từ thiện rất nhiều. Mọi người ở các tỉnh miền Tây như Sóc Trăng, Rạch Giá, vùng sâu vùng xa, đi đường thấy những công trình có chữ hoa sen Việt đều là của nhóm tôi làm. Chúng tôi đã xây mấy trăm cây cầu dưới đó rồi. Tôi nhớ mỗi cây cầu xây mất 2.500 đô và chúng tôi đã xây 200 cây cầu rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.